Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Jordan và đội tuyển U23 Indonesia. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 của vòng bảng ở đấu trường U23 châu Á và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 22:30 ngày 21 tháng 4, và theo đánh giá thì đội tuyển U23 Jordan sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển U23 Indonesia với mức kèo là 0.75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0.5, mức tài xỉu là 2.5, 2.75 và 2.25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này, các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển U23 thì hai đội chưa từng gặp nhau, đây mới chỉ là lần đầu tiên cho nên là cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. 5 trận thi đấu gần nhất của U23 Jordan thì Jordan thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của U23 Indonesia thì Indonesia thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển U23 Indonesia được chấp 0.75, hoặc bạn nào an toàn hơn có thể lựa mức kèo phụ mặc dù bạc hay thấp, đó là U23 Indonesia được chấp một trái nhé. Vì sao? Mặc dù trận này U23 Indonesia lần đầu tiên chạm trán với U23 Jordan thì bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì U23 Indonesia họ cũng không thua kém gì U23 Jordan là mấy đâu. Thứ hai nữa thì trận này U23 Indonesia được chấp, nếu như hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn U23 Indonesia, chúng ta cũng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Ở lượt trận này thì hầu như là sẽ tiếp tục U23 Indonesia sẽ có được lực lượng mạnh nhất để ra sân chạm trán với U23 Jordan, cộng với phong độ nó cũng đang khá ổn định thì biết đâu trận này U23 Indonesia mới là đội sẽ chơi hay hơn và có chiến thắng trước U23 Jordan thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn U23 Indonesia được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2.5, 2.75 và 2.25. Thì nói chung là cái cơ hội đi tiếp cũng vẫn còn chia đều cho hai đội, nhưng mà muốn đi tiếp thì hai đội cũng phải quyết tâm ghi bàn mà thôi. Và ở những lượt trận gần đây cả hai đội đang có hiệu suất ghi bàn nó cũng ổn, mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc 2-1, nghiêng về cho U23 Indonesia. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 2.5 nhé. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là một trái. Vì đó hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì U23 Jordan, và các cầu thủ trong đội hình của U23 Indonesia đang chơi cũng rất tốt. Thì mình nghĩ là hiệp 1 U23 Indonesia họ cũng sẽ không chịu thua trước U23 Jordan đâu. Thậm chí là hiệp 1 U23 Indonesia mới là đội sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn U23 Indonesia được chấp nha. Và canh tài còn dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn U23 Indonesia và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.